Dạ, mùa mai trái chè bông, xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, đây là cây dảo cam nè. Cây dảo cam mini nó nở hoa nè cả nhà. Màu cam này là màu cam cà rốt nha. À, nếu mà chúng ta thích sưu tầm á, thì ngoài cái màu vàng nè, màu kem, màu trắng, em có màu cam. Đây là dảo cam nha. Đó, rồi, cái này nở hõm gà cho nên nó rụng rồi nè. Đó, dảo thì 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Hoa nè, hoa cũng to ha. Tại vì này nó cần gốc nhớ nhỏ xíu vậy nè, cho nên nó chưa có đủ lực. Chứ còn nếu mà cái cây bự á, nó rất là đẹp cả nhà. Dảo cam nha. Rồi, bên vườn mai nhà em thì cũng có một số cây giống về dảo cam ha. Cây cao khoảng một gang tay cả nhà. Thì giá là 80 ngàn một cây nha. Nếu chúng ta lấy 5 cây bên em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một rễ nè, xử lý đủ kiểu hết nha cả nhà. Đó chính là giống dảo cam nha. Rồi ai thích cái dòng dảo cam, cúc cam thì alo cho em nha. 80 ngàn một cây dảo, còn 90 ngàn một cây cúc nha cả nhà. Rồi cây cao khoảng 2 đến 3 tấc. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai nhà em. Nếu mà thích thì hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha cả nhà. Và nếu thích các giống mai nữa thì cứ alo hai số điện thoại em để bên dưới nha. Xin cảm ơn cả nhà.